thằng Kim bao chất nha. Rồi đứng đây mở đi. Vút 10, 12, 20 này. Rồi. Lại không lốc. Hai dòng VIP, khốn nạn chưa? Lại HP. Khốn nạn mở gì vậy? Rồi, kiếm 12 đi. Ừ. Hello, xin chào anh em nha. Lại là mình đây. Thì hôm nay mình lại tiếp tục là một video bằng game truyền kỳ.vn anh em ơi. Thì đồ của mình là mình đập được 4 món lên 13 rồi nha. Chỉ còn cái nón với cái chân nữa thôi. Và giờ chủ yếu là tập trung đi kiếm khôi cộng hưởng giám đốc thương với 5 phần đam cho nó nha. Thì mấy hôm nay không có mở boss. Thì hôm nay lại gom ít boss để mở để kiếm khôi với lại kiếm đồ cấp 7. Kiếm dinh pen. Thì mình đang có nhiều đây boss. Để về hôm nay test nhân phẩm thì xem ngày hôm nay may mắn không nha. Hồi trưa thì mình đập đồ thì mình lên được một một cái áo cộng 13 rồi. Bây giờ mở boss thì xem là lâu không mở thì nhân phẩm nó có đi lên không. Rồi cắt vào trong đi, mình mở mấy cái boss kia trước. Mở mấy boss khuy khin trước. Lâu lâu lắm rồi mở nó không có ra được ngon đồ ngon. Hai boss khin thì được 10 14 14 boss. 14 boss mà nó ra mấy skin Hỏa Long 45 với mấy skin thập tự 44 là cũng ngon lắm đấy. Đây nha. Làm nhái coi. Rồi, skin ma kiếm. Rồi bắp, hai dòng cùi nó mới đau này. Rồi skin mà skin sắt. Rồi truy thính nữ. Skin Hỏa Long. Rồi kiếm bằng. Rồi lại kim sắt. Máy này về nhét hết vào cái chỗ kia. Rồi bô chín. Rồi kiếm điện. Lại bô chín. Nhiều thợ săn tiếp. Gậy triệu hồn. HP luôn mới đâu. Rồi nó ánh sáng. Đùa thật mỡ. Rồi nó kim ngân. Rồi lại khiên sắt. Cốt nạn thế nhà, về cho hết một loạt vào đây đi. Cái nào mà không đấy. Mấy đồ này cho anh em cũng không lấy không. Cái nào cho vào đây được thì xúc này. Cái này không được à. Cốt nạn. Cốt nạn. Cho đi hết luôn. Cốt nạn. Cái này không được bằng áo đá rồi. Rồi, được 3 viên. Mấy cái này về về quăng hết vào đây luôn. Là đang còn gom nguyên liệu để xoay Win 2 nhưng mà đi bộ mấy này mỏi chân quá rồi. Rồi. Về đây đi. Bây giờ mở cái bot xanh này. Đến lúc mở bot xanh lá nó mới ngon được. Alan 3 đi. Rồi, đồ cấp 6, mở cái này ra đồ cấp 6. Rồi 400. Bây giờ mấy ông chơi đồ cấp 6 ngon hơn bữa trước. Ôi 45 kìa. Sao ra trùng không vậy? Xíu cộng hưởng cái này nó là ngon luôn này. Về cộng hưởng luôn chỗ nóng. Biết đâu lên là mát pin nha anh em ơi. Biết bữa trước mình cũng biết mình chơi đồ cấp 6 trước đi. Ăn kem phôi nó rẻ. Lung. Rồi tướng thành công. Tướng thành công là ra được cái tay VIP luôn đấy. Bây giờ mình chơi đồ cấp 7 kiếm phôi nó khó. Rồi 5%. Rồi hoàng kim. Rồi 44 mà 44 mana với HP. Rồi hắc vương. Rồi HP nốt. Rồi thiên kim. HP luôn.
Hit ma cùi bắp này, rồi biết ngay mà. Đối mặt cái cho nó hên nha. Rồi nữ thần. Ma thuật 5%. Ánh trăng nó hộ lòng tôi. Ồ, mở hai boss ra liên tiếp luôn nè. Giai nhân với huyền thiết. Khốn nạn thật, còn mấy cái dòng gì đâu không ạ. Lại về đút vào đây hết. Cái nào gen cùi bắp thì cho vào đây này. Cái này gen cùi này. Còn cái nào ngon thì để lại đây anh em nào có đây. Cái này để. Cái này để lại. HP rồi mấy cái này để lại cho anh em trong vui đấy. Thật mở tâm ra cái gì đâu, bây giờ mở bot dòng nha, bot dòng nha, chắc lại không may mắn được mấy hôm, khoảng mấy hôm rồi mình không có mở bot. Số hoàng kim bao chất nha. Rồi đứng đây mở đi, vút 10 10 20 này. Rồi. Lại không lúc. Hai dòng VIP khốn nạn chưa? Lại HP. Khốn nạn mở gì vậy? Rồi, kiếm 12 đi. Ừ. Lâu lâu nhả xíu, lâu lâu nhả xíu. Đây, một kiếm 12 nha. Ôi đỉnh thực sự anh em ơi. Không biết giờ còn được 2 mét không? Được đấy, một cái ngon đấy. Rồi đừng nói cái này 12 tiếp nha. Cùng lúc. Ôi 10%. Rồi. Cùi bắp thôi. Đang nghèo cho thêm mấy cái đi. Rồi 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 rồi. Cùi bắp thôi đừng. Làm cái vút đi, làm cái vút cho nó ngon lành nào. Cũng được một cái ăn ủi rồi. Đây, 12 đi. Hay thế nhà, 12 mà nó không lúc anh em ơi. Bãi đái nó ra 12 không lúc kìa. Được 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 hai món này. Rồi quyền triệu tiên tử. Ôi bắp, rồi được rồi. Không sao không sao. Nói chung là được hai món 12 cũng được. Món này để lên đây đi. Ôi mấy cái này để đây làm gì vậy? Cái này nó này thì để lại. Cái vút này thì để đây. Nói chung là ổn áp. Nó đây anh em luôn, còn cái diều đi ba vứt đi. Diều này vứt nha. Cái vút để mình cộng hưởng. Rồi để cộng hưởng. Chứ ai vứt vào đây đâu mà. Rồi. Bây giờ mở bot zin pen nha. Còn cái bot cấp 7 để mình tráng miệng cuối cùng, bot zin pen mình lên dung Eon 2 đi, lâu không mở trên dung Eon 2. Đây. Dinh mắt pin. Đây, gió mắt pin này. 7% auto HP, 445. Và đai 410 mà 4 HP. 7% auto HP. 445. Rồi PN 12 20. Rồi 220. Dinh, dinh. Rồi, đọc 700 auto HP 445. Ồ, 6% gen kìa. Lửa. 5% không, Dinh không cộng hưởng được nha. Rồi lại lửa tiếp. Ừ. Hình như ngon coi nào. Ôi, trời 4530. Vậy đai 4530. Bước cuối cùng nào. Rồi lại pen. Con nạn thật đấy. Rồi, được mỗi cái mũi dòng thôi. Trông chờ vào cái dinh pen mà nó không kỳ vọng cho lắm anh em ơi. Rồi bây giờ mở cái bot cấp 7 để xem ra cái gì ngon nè. Rồi, bot cấp 7. Bot cấp 7 lên Ajana mở nha. Đây đừng vứt. À mà cái này không vứt cũng được đâu, nó móc móc lộn hoài. Đây. Bot cấp 7 còn 10 boss nha anh em ơi. Hy vọng là ra được đồ mắt pin giờ ép.
quyền lực, chọn ép 44, rồi 30, để chọn ép nó xài đỡ anh ơi. Rồi phục ma đứng ra ra đồ sum 50. Đấy con ép của mình nó đang nó có chân rồi, nó thiếu quần, thiếu quần với nón. Quyền lực găng thần long, rồi mới nói thần long này DK 45. Ô 40. Rồi đừng có ra vũ khí. Boss này ra vũ khí là vứt đi. Rồi phục ma đừng có ra đồ sum. Rồi còn 5 boss cuối. Quyền lực. Rồi Hồng Ngọc đừng có ra vũ khí. HP. HP cũng cộng hứng gậy được. Dạ, vũ khí là ngon rồi. Quyền lực. Rồi bốn ma vương. Ôi 40, ba vương 40 cũng được. Rồi tạm được. Quyền lực. Lại bốn ma vương, lại 40 tiếp này. Ai 45. 45 được. Rồi cộng hưởng thêm dòng 4 HP nó là đẹp. Cộng hưởng thêm dòng 4 HP nó là mát đi. Rồi thế nào. Rồi lại ra cái đồ cùi bắp này. Bốt cuối nào, bốt cuối nào. Rồi quyền lực đừng có nói ra lúc 445 nha. Lúc ra 45 nha, lại phải thay cái này 13 mệt lắm. Đây con nào. Ô. Nó ra 44 kìa. Áo thật. Ô, cho nên là cộng hưởng. Nó ra 44 nha anh em ơi. Nó ra 44. Vậy là cũng đẹp đấy anh em ơi. Giờ cộng hưởng dòng 5 nữa thôi. Cộng hưởng dòng 5 nữa. Chắc là tôi là phải đập lên thôi. Thế có nào cái quần, có cái quần 5% nào không? Cái này cho vào đây hết đi. Có quần 5%. Mũ 100 mình có mũ rồi, được được này, được hai cái ngon này. Cái này cũng là tạm được. Nói chung là ba cái. Còn lại mấy cái này vứt bà nó đi. Như vậy là ngày hôm nay không tệ nha anh em ơi, ngày hôm nay không có tệ. Ngày hôm nay là mình nhận được hai món ngon này, được cái quần này, được cái này này, nói chung là mấy cái dòng đều ngon hết, với lại cái kiếm. Nào xin vào hội. Rồi như vậy là cái quần ra đúng cái quần, quần bữa trước nó ra đẹp rồi, bây giờ có một quần lên 13 mất rồi. Để cộng hướng từ từ lên cũng được. Rồi để đưa cái kia cái này về, đưa về cho con kia nó bán. Mình đưa cho con kia nó bán nha anh em ơi. Đưa luôn cái này qua bán cũng được. Quyền lực này để lại. Để có bán hết đi. Nói chung là ngày hôm nay ngon nha anh em ơi, nhân phẩm nó đi lên chút xíu, nó đi lên rồi có khi lại phải làm tiếp để mở đấy. Rồi cái 10 này này, rồi, cái 12. Rồi rồi giờ ép đánh nhiệm vụ không ăn thua đâu, có con sâu mới đánh được. Ở đây mình ra mình đi cái master tiếp nha anh em ơi.
Nói chung là ngày hôm nay mở bot là khá là ổn. Được, khá là ngon. Hồi 567 à. Có cô gì ngon không? HP à. Mình chưa HP 250 à. Thôi từ từ. Thôi video này mình xin kết thúc tại đây nha anh em ơi. Hẹn gặp lại anh em những video tiếp theo nha. Anh em thấy hay cho mình một like và đăng ký kênh nha. Cảm ơn mọi người nha. Bye.